mùa một phút cái lo hồi là cái mùa của nó là không phải mùa du lịch, rất là anh khơi được bốn sao nhá, 25 cái mùa ở đây không ai ở cả, nó đỡ mùa lạnh thì đúng là thế mà. Hôm nay bố gặp một cái chị từ bên Mongolia, chị sang đây chị làm việc. Mà chị bảo là ở Việt Nam quá thích, bởi vì là cái không khí ở bên Mongolia có mùa đông của họ tới -30 độ. Âm 30 độ mà đúng là đi du lịch nó có cái mùa đông là nó không nhận khách. Thế mà sang đây mở cửa ra cái ánh nắng mặt trời đây. Con nằm gần thành Cát Tư Hãn buồn cười lắm. Tức là thành Cát Tư Hãn lúc mà đi đánh Trung Quốc ấy thì là kéo từ trên thảo nguyên xuống dưới vùng đồng bằng, thế là bị khí hậu nóng ập không chịu được. Thế là bố biết làm quân đoàn ở thành Cát Tư Hãn đành chạy sang Afghanistan khu vực sa mạc cho nó dễ chịu. Chạy ở sa mạc cho dễ chịu. Khổ quá. Sướng không chịu được. Không quen rồi. Không, đúng rồi, trong cái quyển sách binh thư yếu lược hay quyển gì có đọc ngày xưa, một cái quyển dày dày ấy, mà nó dày mấy nghìn trang ấy, của nhà mình mà Phúc hồi nhỏ ấy đọc ấy. Đấy, cái quyển đấy nó cũng nói lên cái chuyện, tức là cái bọn ấy nó vào đánh ở Việt Nam 3 lần vào Việt Nam rồi, toàn bị đau bệnh, đau bụng, bị giật chảy. Toàn bị ốm thôi, bị thời tiết. Nó chạy về Afghanistan rồi. Nhưng mà cái hồi đấy mình không thể biết được Mông Cổ nó lạnh như thế. Đọc cái quyển đấy nó không mô tả Mông Cổ lạnh. Cái đấy nó đâu có đo được nhiệt độ đâu. Khi mà Mông Cổ xuống đánh Bắc Kinh là họ cũng nhận ra vấn đề kẻ thù lớn nhất đó là thời tiết. Chứ không phải là con Trung Quốc. Thực ra Mông Cổ nó phát động cuộc chiến là do cái con ngựa nó to cao quá. Đến thời Hốt Tất Liệt thì Hốt Tất Liệt là người đầu tiên chinh phục Bắc Kinh. Tất Liệt sau đấy là đem quân xuống đánh Việt Nam ấy. Tất Liệt được coi như là con cừu đen của người Mông Cổ, bởi vì ông ấy giỏi nhưng mà ông ấy lại khác người Mông Cổ quá, ông lại sống được với vợ Mãn Thanh. Mãn Thanh là người Mông Cổ mà thuộc về Hán chứ. Thế đã chuẩn bị đầu hết các thứ chưa hả mày? Rồi ạ, cũng hòm hòm ạ. Thực tế là sang bên đấy bác thấy nhiều người nhá, mang từ cái nồi cơm điện bên này rồi các thứ. Thế ở bên kia đầy cho ạ. Nó rẻ lắm. Mua cái loại mà nó không có nhiều chức năng ấy rẻ lắm. Rất là rẻ. Rồi thì mình cũng mang. Rẻ. Rẻ mà rẻ đâu. Đúng nó rẻ. Nó rẻ nó sai luôn. Nhiều người lắm mang cái nồi với bé đi khi về cho các bạn còn lại. Nó thành đi mua vali rồi thì. Vâng, mua 2 cái 28 hai cái cơ. Vâng. Với một cái ba lô. Vâng, một cái ba lô. Ba lô thật nhẹ để tất cả cái thứ vào đấy cho nó phải quên. Ý thì ăn ngon nhất là cái bánh y chả. B4B của May thì sang đấy mới thấy là... Thì con bảo với May đấy là em sang đấy bánh pizza nó khác hẳn. Các kiểu luôn, ngon lắm. Nó đẳng cấp khác lắm. Cái bột của nó ấy là chuẩn, nướng của nó là chuẩn. Cái kem, kem y. Ý thì kiến trúc của nó tuyệt vời. Mà nó nướng cái bánh, cái đế bánh nó giòn. Giòn tan lên là ngon lắm. Cái ông chủ nhà, cái bánh thế nhà sinh năm 42. Ừ. 42. Cái ông em 1 tuổi. Nhà. Ông ấy cho thuê nhiều căn hộ không? Ông ấy có mấy căn hộ liền ạ. Căn hộ con thuê thì ngay cái trên là ông bà chủ sống luôn. Nhưng mà vẫn riêng bếp, riêng nhà vệ sinh các thứ hết ạ. Thì nhưng mà... Một tháng bao nhiêu? Rẻ quá. Vâng. Quá rẻ, rẻ hơn Hà Nội. Mà phòng thì đẹp. Bây giờ anh đi thuê còn đắt hơn đấy. Có một cái nhà là có 5 sinh viên ở đây thì là 200 euro một phòng. Còn phòng của con thì có 12 phòng thôi. Lại cho thuê có 170. Tốt quá, tìm được cái địa điểm hay. Vâng. Chưa biết
nào của rẻ. Nó có gần chỗ em học không? Cách chỗ em học 30 phút đi bộ. Đi bộ là gần đấy. Mà sẽ học 3 năm à? Vâng ạ. Không, thực ra là cái nhà này nó cũng đảm bảo ấy ạ. Là rất nhiều sang đấy chỉ có nhiều đồ ăn cả, ăn sashimi phải đi ăn đi. Sang đấy riêng đồ Nhật này không có quá. Đồ Nhật là đồ trong kiểu gì cũng có. Đúng rồi. Khó luôn lắm. Cũng không nhớ lắm. Cũng không nhớ ở bên Ý thì có đồ Nhật không. Thầy của... Chắc nó cũng tùy vùng đúng không thầy? Chắc là có đồ Nhật ấy. Nhưng mà thầy của con bảo là về Việt Nam ăn đồ Nhật ngon ơi là ngon. Đã mở tài khoản các thứ hết rồi gì? Có vâng ạ, có cái credit card các thứ. Còn lại là cầm tiền xong mình để đi mở cái thẻ nội địa. Còn lại là cầm tiền xong mình để đi mở cái thẻ nội địa. Mang theo một số cái thuốc thiết yếu. Để cả bếp barin. Có cả thuốc chống dị ứng các thứ. Em mang thuốc kháng sinh. Sao không mở thêm cái Mastercard nữa chứ chứ? Visa Mastercard có đều lên cái viên là thứ ba thôi nhưng mà có một số cây là nó một số chỗ mà nó đi ra thì ra chỉ là để lúc đầu em có vấn đề thì em quẹt luôn thôi, còn em cầm 4.500 ơn sang để em mở tài khoản. Không chị hiểu nhưng mà ý chị là ngay từ ban đầu ấy sợ là chỉ có visa không thì nó cũng sợ thôi. Chỉ một hai cái thêm cái Mastercard thì nó cũng đỡ hơn. Không có sang mấy mở cũng được mà. Tốn mấy đâu. Sang mấy đứa sinh viên nó khi nó cho mở ấy chứ. Với cả là sang đấy ra ngân hàng nó cũng bên này nó không tiêu tiền mặt nữa. Mà các bạn có đi sang bên kia không đủ thôi là khó. Ừ, em mang hết mà. À, đúng rồi. Không là đây là cái người già ấy mày ạ. Mày cứ hay dặn thế đấy. Không người cao tuổi. Lo cho mày đang rồi là hồi người cao tuổi cứ lo cho mày đang rồi là nên là phải cố gắng chịu khó nghe nhá. Mà đôi khi nó yêu cầu của bác sĩ mất 20 ơ nữa, ít nhất 20 ơ nữa. Chỉ kê đơn vì thuốc của nó phần lớn kê đơn còn thuốc bài theo đơn. Em hay bị ốm hay nhiều thuốc cảm chứ có với lại nhiều khi là cái kể cả những cái như bổ phế chị thật đợt ngày xưa chị uống bổ phế chứ không có tác dụng gì đâu, mà đến người sau chị thấy gần đây Vinh hay bị chị này uống pha với nước nóng ấy nó lành, nó không bị mệt. Cái này nó mà xuyên là cái nhà mình ho uống rượu họng. Đúng không? Em pha với nước nóng nó sẽ ấm hơn. Thích những cái bài thuốc của phương Đông. Ôi, quả thấy tan cơn ngứa. Không, nó không dám dùng được con. Dùng là nó bị vấn đề gì là không có ai ra tòa là xong luôn, chẳng giải quyết được. Vì nó không có đơn thuốc, không biết được cái thuốc như thế là chính anh, tự anh cũng bị sợ. Ừ, nó bọn nó theo tuân thủ pháp luật nên nó cũng ấy lắm. Đèn đó ở đâu? Ừ, mọi người phải đứng dịch cho mọi người đằng sau chuyển lên kịp.